Và bà cho em nói trước một tí ạ, thưa người thích mạng quý vị, phải nói rằng là ngày hôm nay rất rất đặc biệt. Hương Thu không có nhiệm vụ là đứng trên sân khấu, nhưng mà luôn luôn với mục đích là sẵn sàng ở đâu cần là chúng tôi có. Mà đặc biệt lại là một người chị, người cùng quê hương với Dương Bảo Quang, nên mà khi cần có tín hiệu một cái là Hương Thu lên sân khấu ngay. Và đặc biệt hơn nữa được tác nghiệp với anh, và chắc chắn rằng Hương Thu sẽ nhường lại cho anh hát hay làm gì ạ? Bây giờ là có yêu cầu của quý vị đâu ạ? Quý vị yêu cầu đi ạ. Không được, xin lỗi ban tổ chức là tôi chỉ ra đây để làm những gì ban tổ chức yêu cầu thôi. Nhưng mà nếu mà hát chị Siêu anh Thắng và Sơn rồi, bây giờ nếu mà cần là theo lịch trình của ban tổ chức là sẽ giới thiệu nghệ sĩ nào lên sân khấu thì Trung xin phép là giới thiệu lên thôi. Chứ đừng mắng mọi người hô tên người đầu tiên đi ạ. Mọi người nói to đi ạ. Ai lên sân khấu hát chưa ạ? À, quý vị muốn ai lên sân khấu hát đầu tiên ạ? Ai? Chúng tôi ạ, vỗ tay đi quý vị. Chết rồi, nhiệm vụ của anh đấy ạ, em né sang bên này. Đây là có ở dưới, không biết các anh chị nghệ sĩ có cứu được không? Chứ anh là... Hả? Anh không cứu được à? Không. Sao hát thế nhỉ? Hát cái gì bây giờ không? Hát là phải có karaoke thật sự như này. Chúng hứa chúng sẽ hát được ở phía sau được không? Chứ bây giờ hát là vắng mất nửa khách ngay. Người ta đi mất ngay. Để nghe cậu Dương Bảo Quang chỉ đạo đi cậu hát. Giá văn ông hàng người đúng không? Và ngay sau đây một tràng pháo tay cho cậu Dương Bảo Quang và nghệ sĩ Thái Sơn với giá văn ông hàng người. Cậu công từ từ đã, bình tĩnh. Này mua mâm này phải đâm cho thủ nhá. Không cứ là cứ vô ba vẫn này, vô ba vẫn ăn thịt người làm được. Bây giờ như thế này, cái chương trình mà chưa có một cái năm nào cái chương trình mà nó gọi là ABC thập nhị các loại Toro bà la bát la Toro bát la Toro sa bà ha thập nhị tin nà đủ cả, mà nó lại cứ nổi giống như cái nồi lẩu mà trên xuống dưới như thế này. Nhưng mà em nghĩ năm nay em không, em buông luôn, em không có làm chương trình giống như thể là mỗi năm mà cứ MC nó đứng nó nói mình không được nói. Cái năm nay là anh em mình là phải nói tất cả mọi người ở trong đây, kể cả những người đáng quý nhất, cho Bảo Quang xin được phép là chung vui như một gia đình, nói chuyện giống như một người thân, có được không ạ? Yeah. Ok, cảm ơn mọi người. Cổ tay thưa thớt lắm. Không may mà có cái điều gì không được tốt lắm thì mọi người lại giá cho, chứ không có lại rút hết hợp đồng. Bây giờ nhá, bây giờ thì cái gì mà tốt nhất thì cứ mình cứ phô ra, người ta bảo là lành thì khoe mà xấu thì che lại. Thế bây giờ mình không hát được, bây giờ tôi chỉ có múa thôi. Suốt cuộc đời 15 năm tôi chỉ có đứng lên tôi múa thôi, chứ bây giờ là bảo tôi hát văn là tôi không hát được. Bây giờ hả? À, bây giờ anh Sơn à? Giờ Thái Sơn là một người mà rất là nổi tiếng của Xuân Phát Tài, của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rất là nổi tiếng. Bây giờ anh này gọi Dương Bảo Quang lên hát văn thì giống như người đánh đấu là ông đánh ngược và thổi xuôi mà thôi. Chơi. Chơi. Ok ạ, chơi. Không anh như này, anh hát bằng beat à? Biết hả?